Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày mùng 10, hôm nay làm lại lên giới thiệu âm ly nhé, âm ly bãi. Hôm nay sẽ xả âm ly bãi các bác nhé. Đây cụ thể có 8 món. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác một bộ ghép con âm ly cổ Opica của Sáp nhé, trong này có Sáp này. Và cặp loa Bühner CS770A các bác nhé. Rồi, con âm ly này dòng Opica SM2500 đấy. Con này thì rất là hiếm, mặt mũi còn đẹp. Nội thất nó còn đẹp nhé, chạy 4 con sò sắt. Công suất 125W thôi, con này hiếm nhé. Con này nó làm dề được không nhé, làm dề rất là tốt luôn ạ. Đánh AB. Dòng này thì đánh được 4 đến 16 ohm nhé. Đây chạy sò sắt đấy. Đắp lưng còn đẹp. Tâm ly con này của hãng Sáp các nhá, rất hiếm và nó đánh rất là hay các nhá. Em bán cho các bác lấy giá 2,6 triệu thôi. Giá rẻ thị trường khoảng 1,5 triệu. Đây. Optica SM2500 các nhá. Dòng này rất là hiếm ạ. Đây nó là của hãng Sáp các bác nhá. Còn đẹp. Rồi bên dưới này là cặp loa này hôm qua em có giới thiệu rồi. Này giới thiệu lại. Cặp loa CS770 các bác nhá. Thùng gỗ lạng rất là lớn luôn, cặp này 64 kg. Tất cả những này là gỗ lạng hết các bác nhá. Rất là dày luôn. Nguyên bản như vậy. Đó. Loa 4 đường tiếng. Một cái bát 30 viền vải các bác nhá. Và mic, một mic 16, thêm một cái mic nhỏ nữa và một cái chép còi các bác nhá. Chép còi này là 6 lỗ và hai cái xeo chỉnh nhá. Đây là lỗ thông hơi. Và cặp loa là nguyên bản hết các bác nhá. Có bên hơi cấn một xíu ở đây thôi. Còn lại vuông thành tất cảnh. Các bác cứ lấy cái mod CS770A nhé. Cặp loa là rất là to các bác nhé. To khủng cực kỳ luôn, chứ không phải là cặp loa bé bé đâu. Lưới đầy đủ các bác nhé. Lưới tép, lưới tem tiếc đầy đủ. Loa còn rất là đẹp luôn. Đấy, vuông thành sát cạnh các bác nhé. Các bác nào mà muốn mua thì có thể xem lại cái video ngày qua em có quay kỹ nhé. Đó. Đánh từng loa một được và đánh độc lập, đánh full rang được nhé. Cặp loa này em bán 11 triệu. Giá thị trường rẻ hơn là thị trường rất nhiều nhá. Có những shop họ bán tới 20 triệu. Còn thường thường 14, 15 triệu, 17 triệu, 18 triệu. 15 triệu là rẻ nhất đấy. Em bán 11 triệu đấy các bác nhá. Còn rất đẹp nhá. Bao zin nguyên. Các bác nhìn thấy cái bát 30 bé xíu trong cái thùng này rất lớn nhá. Đánh rất là hay luôn. Đó, cam ly này là em tính là số 1 nhá. Đấy, cặp loa 11 triệu, cam ly 2,6 triệu. Cam ly này tiếp theo con cam ly thứ hai nhá, con này là Victor các bác nhá. Victor. Con này nó có cái đèn tia ở đây này. Đấy, Victor các bác nhá. Bát chép. Mặt thì cũng có vài vết chảy nhỏ nhỏ xíu xíu. Bán rẻ cho các bác, bán hơn triệu thôi. Con này đánh hay lắm. Đây các bác nhìn này, chạy 4 sò xanh đen. Cái dòng này tiếng rất là hay các bác nhá. Chơi cặp loa khoảng bắt 325 thoải mái các bác nhá. Đấy một cầu loa thôi. Con này thì nó chạy nó đánh được 8 ohm thôi nhá. 85W. Đánh loa cổ rất hay các bác nhá.
giá 1,3 triệu, xin lỗi, giá 1,3 triệu. Victor D5 các bác nhá, giá 1,3 triệu thôi. Cái này nó đèn rất là đẹp luôn, lên đánh tia này 1,3 triệu, rẻ tối nhảy nát luôn nhá. Lưới à, nắp lưng, xin lỗi, đây nắp lưng luôn đây. Rồi sang số 3 này, số 3 là một con dòng AU, Sansui AU 1072 la mã các bác nhá. Cái dòng này thì các bác biết là dòng này chơi loa cổ và loa Mỹ rất là hay, loa cổ Mỹ hoặc là bóc xeo cũng hay. Phía bên này nó bị chày này, có vết mấy vết chày đấy đó, còn lại mặt mũi còn ok, nguyên bụi nhá, nguyên bụi các bác nhá, nguyên bụi, tất cả nguyên bụi này. Chạy 4 con sò xanh đen, sò xanh đen luôn. Này dòng này các bác biết rồi, như là các bác chơi một cái dòng mà dòng này là dòng em út của trong cái dòng 2 2007 3 07. Như con này là 107 hay là mã các bác nhé, 107 rồi mà không để là hay là mã. Cái loa, cái âm ly cổ này công suất là có 45W thôi các bác nhé, cũng đánh được 8 ohm. Rồi giá 1,4 triệu. Đó là chơi qua cái dòng này biết rồi, nó đánh rất là hay nhé. Sansui AU 1072 la mã. Chỉ có vết chày bên này tí thôi, còn mặt mũi bên này đẹp, bên này roi vận chuyển nó chày thôi. Nhá, nắp lưng này, nắp lưng còn đẹp này. Giá 1,4 triệu thôi. Chắc chẳng có nơi nào bán rẻ như vậy đâu. Zin nguyên bản còn nguyên cái bụi nha. Rồi sang số đây, số 3, 1,4 triệu các anh nhá. Là chơi con này bác nào biết thì chơi, nghĩa là những thằng bác ngoài chơi đã chơi qua rồi biết thì chơi. Dòng này rất là hay các nhá. Cái thằng Sansui này có nhiều rất nhiều model. Rồi sang tiếp theo, tiếp theo là một con âm ly đa kênh. Âm ly đa kênh các bác nhá. Con âm ly này của hãng Milner, dòng rất là khủng, gấu. Rất là khủng các bác nhá. Dòng AX4 AVI đây, nó đọc hơi dài dài đó. Tiêu chuẩn THX đó, những tiêu chuẩn của âm ly dòng này nó có tiêu chuẩn đó. Trực con này chơi đa kênh cũng hay, và nó chơi con này 7 kênh 220W nhân 7 nhá, nó rất là lớn các bác nhá. Thế nên là một kênh nó tới 220W là đánh bắt 30 thoải mái luôn các bác nhá. Đó, cái này thì chỉnh bắt chép trên bằng tay được, dễ này, bấm vào đây. Đấy, cái tôn này. Các bác bấm lên xuống là nó là bắt chép này, đó. Qua lại. Đấy, có cốp đây nhá, hai nút núm bên nhìn rất sang trọng các bác. Phía này nó cũng có một vài vết chày nhỏ nhỏ thôi. Lưng cũng có chảy xíu, cũng không chảy nhiều lắm đâu, mặt mũi còn đẹp. Đó, có HDMI này, có optical in này, rất nhiều chức năng, con này rất khủng nha. Này giá thị trường, nó giá mà xuất xưởng nó chắc phải gần 200.000 yên. Đây là cái nút chuyển kênh, còn cái đây là volume các bác nhá, rất khủng luôn. Con này to rộng, còn này, cái bản này nó còn phải 40 mấy, gần 50. Đây 380W, cổng HDMI đầy đủ nhá, HDMI này, nó optical, có cả cổng, con này nó hay có cả cổng này này. Quay lại cho các bác coi, con này rất hay, nó có cái cổng này này, cổng USB in này, bác là chơi nhạc số nhá, đó HDMI. Đây các bác đánh phông thì đánh bằng cổng này nhá, đánh nhiều kênh. Giá 3,2 triệu các bác nhá, 3,2 triệu cho con AX4 này. AX4 AV nhá. Rồi sang số 5. Số 5 là một con âm ly Sony. Con âm ly Sony này thì dòng đây là mấy vết dơ thôi. Đây vết dơ các bác nhá, không phải mới đâu. Chuyển lâu chị còn kỹ con này. F22ESA các nhá. Dòng ESA này là hay nhất trong dòng ES này, trong ESA là hay nhá. Có chỉnh bắt chép này. Đầy đủ hết. Con này công suất lớn nhá, chạy 4 con
sò săn ken hai vít. Con sò này đánh cho chơi chạy cho mấy cái dòng 780D của đời ông. Đây công suất lớn các bác nhá. 215W. Đấy, đánh thì 416 ohm, rất khủng luôn. 4 trụ đồng nguồn, tăng phô lớn nhá, nguyên bụi luôn nhá. Đó. Có cốp này. Cái này thì dòng này thì nó không có cái mã gỗ đâu nhá. Đây, giá em bán 2 triệu nhá. Con này 2 triệu 215W lận nhá, đánh loa lớn thoải mái nhá. 2 triệu con Sony 22 ESA này. Rồi sang số 5, sang số 6. 6 là con âm ly cổ Chio KA4004 nhá các bác nhá. Dòng này rất là đánh loa cổ rất là hay các bác nhá. Đó, con này thì ở một cái nút này nó bị mất cái nút cái nhựa nó dài, cái miếng nhựa cái nút đầu nhựa dài ở đây, nhưng con này nó mất, thường thường hay bị gãy mất nhưng vẫn chỉnh được nhá. Đó. Hai mã gỗ hai bên này. Bán xả cho các bác nhá. Xả. Cũng đánh AB. Con này 66W. Chạy 4 sò sắt nhá. 4 sò sắt. Đó, các bác nhìn thấy dòng này các bác rất nhìn rất quen thuộc ạ. Dòng này có 40304 này, 404 này, 504, 604 đấy. Rồi con này em bán giá 1,8 triệu các bác nhá. Con này cổ này, 1,8 triệu 4004 nhá, Kio 4004. Chơi là cổ rất là hay nhá. Rồi sang số 7, số 7 là một con đàn ông. Đàn ông này thì cái mặt nó bị chày một xíu đây. Có CD nhá. Con này là dòng E3 có CD các bác nhá. Đi chạy. Làm âm ly ok nhá, cổng súp ao có nhá. Con này là dòng M3. Loa này nó đánh loa 100W một cái được các bác nhá. Dòng này đánh loa 100W một cái được. 6 16 ohm. Vừa làm âm ly, có thể đánh loa 100W một cái được nhá. Và CD vẫn đang đọc nhá. CD vẫn đang đọc nhá. Đấy. À đó, đang đọc. CD đang đọc các bác nhá. Con này thì chỉnh eque ở đây, gốc này. Đó. Cho cục này các bác về vừa chơi CD vừa làm âm ly nhá. Giá 900 ngàn. Rồi tiếp sang lại giới thiệu tiếp cục đam nhé. Đẩy đam này các biết nhà em rất nhiều luôn. Dòng này rất nhiều. Hoặc là mua số lượng cũng có luôn. Con đẩy đam này thì về nó vẫn còn có chày rất nhiều nhé. Tóm lại là thấy nó chày tương đối nhiều này. Đó. Nhưng mà bên em thì không có các nào thích thì về cứ sơn lại không thôi nhá. Còn riêng nội thất nó em bao đẹp gần như mới. Dòng đam A100 nhá, con này đam A100 chạy 4 con sò lớn và rất nhiều sò nhỏ. Và cái dòng này ấy, nó là chạy class D, à là class A nhá. Trong class ấy, cho nên là nó một cái tăng phô nó khoảng chiều này phải 18 nhá. Tăng phô xuyến. Công suất 240W nha. Chạy từ 4 đến 16 ohm. Đấy, tất cả những cái này là mạ vàng nha. Có cổng ao ra để các bác làm cổng ao ra để các bác chơi súp hơi. Có AB nha. Có hai cổng, nghĩa là nó đánh liền luôn đấy, chứ không phải AB đâu. Và cái này nó đánh được loa full bass 30 thoải mái nha. Đặc biệt các bác chơi loa boss, nó như loa Billner này. Mấy loa mà ca hát karaoke của Nhật ấy. Hoặc đánh loa Nhật đánh bass 30 thoải mái thôi nhá. Rất là rẻ thôi. Điện 100V. Bên là volume, một bên là ba lăng nhá. Đó. Một bên volume, một bên ba lăng. Đánh rất khỏe nhá. Còn rất đẹp luôn. Cái dòng này thì mặt mũi nó hay bị chày đó, nhưng mà như thế này là ok thì các bác quan trọng nội thất thôi nhá. Hôm nay bán giá 1,7 triệu giảm giá các bác nhá. Nhà em có số lượng, bác nào thích mua thì cứ alo cho em nhá. Tất cả nội thất đều đẹp như vậy. 1 triệu 7 một cái nhá. Cho các bác về chơi loa cổ. À xin lỗi, loa karaoke. Em bao các bác đánh hay hơn mấy cái cục đẩy của Việt Nam lắp rất nhiều các bác nhá.
nó không cần phải công suất quá lớn, như đánh ra rất nhẹ nhàng, vậy nó dòng Class D, các bạn nào biết dòng Class D thì đánh rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm hôm nay, thì bác nào có nhu cầu gì alo cho em nhé. Bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua chịu ship, chuyển khoản hết, bao ship các bác nhé. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký ủng hộ em nhé, em rất là nhiều đồ, cho nên ngày nào cũng có video lên hàng mới các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác.